Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cách đây 10 năm, diện tích trồng nhãn cả nước chỉ có 31.000 hectare, thì nay con số đó đã tăng vọt lên 73.000 hectare. Trong đó, tại vùng miền núi phía Bắc, nhãn trồng tập trung nhiều tại Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang. Hiện nay, nhiều vùng trồng nhãn vẫn còn giống cũ hoặc già cỗi, hiệu quả thấp, cần được thay thế bằng các giống mới. Biện pháp ghép cải tạo, trẻ hóa vườn nhãn và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật sẽ giúp bà con nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho người trồng nhãn. Có một điểm đặc biệt khi đến những vườn nhãn ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đó là đâu đâu cũng là những cây ăn quả được chiết ghép. Đây là những cây nhãn cỏ bản địa của Sơn La, được anh Tuấn ghép cải tạo với giống nhãn Miền Thiết nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên. Bộ rễ của nhãn bản địa đã thích nghi với địa hình đất dốc và chất đất địa phương. Khi được ghép cải tạo cành với nhãn Miền Thiết, đã đem lại hiệu quả bất ngờ cả về sản lượng và chất lượng trái. Thứ nhất là cái quả nhãn của nhãn ghép này, thứ nhất là nó to hơn, nó gấp nó 2-3 lần cái quả nhãn bản địa. Cái sản lượng cùng một cây đấy, thứ nhất là tôi nói cái sản lượng nó đã gấp đôi, cái giá trị nó gấp 3-4 lần. Với anh Tuấn và nhiều nông dân Sơn La, quyết định chuyển đổi từ cây lương thực sang cây ăn quả là bước ngoặt đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Hiện nay thì vùng miền núi phía Bắc vẫn còn nhiều cái vườn nhãn được trồng bằng những cái giống cũ, cây thì đã già cỗi, năng suất, chất lượng và hiệu quả thấp. Nên là đòi hỏi chúng ta phải thay thế bằng những cái giống mới có năng suất, chất lượng tốt hơn. Để thay đổi những cái giống mới thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ trồng coi như lại mới hoàn toàn. Hai là chúng ta có thể sử dụng coi như cái phương pháp ghép cải tạo. Khi mà ghép cải tạo thì chúng ta sẽ làm trẻ hóa cái vườn cây của chúng ta lại và cùng áp dụng đồng bộ một số cái biện pháp kỹ thuật khác làm cho vườn nhãn của chúng ta có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Đối tượng áp dụng là những vườn nhãn cũ, năng suất, chất lượng thấp, cây trồng bằng hạt. Thời vụ ghép kéo dài từ tháng 4 tới tháng 9, thời vụ ghép tốt nhất từ tháng 5 đến tháng 7. Ở cái thời điểm này thì cái độ thuần thục, cái tuổi cành đang vừa tuổi ghép. Thứ hai là cái thời tiết ở cái thời gian này là nó phù hợp cho cái tiếp hợp của cái cành ghép với lại có ghép. Ghép cải tạo nhãn thì người ta chia làm hai cái nhóm đối tượng. Thứ nhất là ghép cải tạo sau đốn tỉa thì áp dụng cho những cái cây nhãn mà có tuổi dưới 15 tuổi. Còn kỹ thuật ghép sau cưa đốn áp dụng cho những cái vườn nhãn mà có tuổi trên 15 tuổi. Một, ghép cải tạo sau cắt tỉa. Gốc ghép là cây nhãn lồng, nhãn cùi, nhãn nước và nhãn thóc dưới 15 tuổi. Khả năng sinh trưởng, xanh tốt, không bị sâu bệnh nguy hiểm gây hại. Cành mắt ghép được cắt từ các vườn cây mẹ hoặc từ những cây đầu dòng đã qua kiểm định và được các cơ quan chuyên môn tuyển chọn và công nhận. 2. Ghép cải tạo sau cưa đốn. Gốc ghép là cây nhãn lồng, nhãn cùi, nhãn nước và nhãn thóc trên 15 tuổi. Khả năng sinh trưởng, xanh tốt, không bị sâu bệnh nguy hiểm gây hại. Cành mắt ghép được cắt từ các vườn cây mẹ hoặc từ những cây đầu dòng đã qua kiểm định và được các cơ quan chuyên môn tuyển chọn và công nhận. Tiêu chuẩn cây cần cải tạo thay thế trước khi ghép. Cây sinh trưởng tốt, lá xanh, không bị sâu bệnh nguy hiểm gây hại. Tiêu chuẩn vườn cây cần ghép cải tạo, không bị các cây to che khuất ánh sáng, chủ động được tưới tiêu, có đường đi lối lại thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hái.
cụ cần thiết cho ghép cải tạo nhãn bao gồm những thứ sau. Một là cưa cắt cành, hai là kéo cắt cành, thứ ba là dây ghép chuyên dụng, đây là cái dây ghép chuyên dụng của Trung Quốc, và cái băng dính. Tiếp nữa là dao ghép thì phải sắc. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần những cái ghế dài hoặc thang ngắn để chúng ta tiến hành coi như ghép cải tạo. Yêu cầu về mắt ghép được lấy trên các cây có nguồn gốc từ các vườn cây mẹ hoặc từ những cây đầu dòng đã qua kiểm định và được các cơ quan chuyên môn tuyển chọn và công nhận, được chăm sóc đặc biệt tốt bằng các biện pháp canh tác như làm cỏ, tưới nước, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo cây sinh trưởng ở trạng thái tốt nhất, không bị sâu bệnh nguy hiểm gây hại như là bọ xít, đặc biệt là bệnh chổi rồng. Mắt ghép được lấy trên đoạn cành có độ tuổi từ 50 tới 70 ngày tuổi. Đoạn cành đó gần như hoàn toàn hóa gỗ. Thời gian cắt mắt ghép buổi sáng sớm khi nhiệt độ còn chưa cao. Mắt ghép sau khi cắt khỏi cây thì chúng ta phải lược bỏ, cắt bỏ hết cái lá để chống cái mất nước cho mắt ghép. Sau đấy thì mắt ghép thì được bảo quản. Cành mắt ghép sau khi chúng ta đã cắt bỏ toàn bộ lá thì chúng ta bó lại thành những bó nhỏ. Sau đấy thì chúng ta quấn vào cái rẻ ẩm như thế này. Chúng ta bảo quản trong nơi khô ráo và thoáng mát để hạn chế bốc hơi nước cho cái mắt ghép này. Thì chúng ta phải thường xuyên còn giữ ẩm cho cái rẻ. Hoặc là chúng ta có thể xếp cái mắt ghép vào trong các cái thùng xốp, một lớp mỏng từ 15 đến 20 cm. Sau đấy chúng ta sử dụng rẻ ẩm, chúng ta phủ lên trên. Nếu chúng ta bảo quản thế này thì cái thời gian bảo quản của chúng ta có thể đạt tối đa coi như trong 4 ngày. Và cái mắt ghép của chúng ta khi mà ghép, mang ra ghép vẫn đủ tiêu chuẩn, không bị rụng những cái cuống lá. Mắt ghép sau bảo quản đủ tiêu chuẩn ghép phải còn tươi nguyên, cuống lá chưa hình thành tầng rời, cuống lá chưa bị rụng. Cái yêu cầu kỹ thuật chăm sóc cây gốc ghép trước khi ghép thì chúng ta phải duy trì cái việc phun thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cái mầm ghép của cây. Thứ hai là duy trì cái việc tưới giữ ẩm và bón phân cho cây trước khi ghép khoảng độ 20 ngày. Trên cái cây mà sau cắt tỉa thì chúng ta nuôi lại mỗi một cành thì 3 đến 5 cái cành mắt ghép ở phía xa ngoài tán. Sau đấy thì chúng ta chọn cái cành ghép. Mỗi một cây chúng ta ghép từ 3 đến 5 cành. Mà cái vị trí ghép của chúng ta thì nên chọn những cái vị trí lưng rừng tán, không chọn những cái cành thấp quá hoặc những cành mà có xu hướng dịch dần vào trong trung tâm của tán cây. Dùng kéo sắc hoặc cưa nhỏ cắt toàn bộ cành để ghép ở vị trí cành có đường kính từ 1 tới 1,5 cm, sao cho sau khi ghép, bộ tán mới sau này sẽ có hình bán cầu và có độ cao hợp lý tùy theo tuổi cây hay tùy theo vườn cây. Số cành không ghép để lại làm cành thở. Cắt bỏ những cái gốc của lá chét trên này. Sau đấy ta chọn một cái vị trí cành chép. Chúng ta cắt một lát cắt thật phẳng. Độ dài của lát cắt thì bằng từ 2 đến 2,5 lần cái đường kính của cành ghép. Sau đấy chúng ta sẽ cắt vị trí bên trên cái lát cắt này. Làm sao cho có để chúng ta phải để lại coi như từ 2 đến 3 cái nách lá. Trên cành gốc ghép chúng ta sẽ chẻ một vết tương đương hoặc lớn hơn cái thiết diện của lát cắt của cành ghép.
sau đó chúng ta chêm cái mắt ghép vào. Thì thông thường chúng ta có thể sử dụng cái dây ghép anh được, nhưng mà muốn để cho chặt con như là tốt thì chúng ta sử dụng cái băng dính điện này. Băng dính điện nó có khả năng co giãn nên là cái độ chặt của khi chúng ta sử dụng cái băng dính điện này sẽ tốt hơn nhiều các cái loại dây ghép khác. Toàn bộ cái thao tác ghép cải tạo nhãn chúng ta phải đảm bảo tuân thủ 5 cái chữ vàng. Thứ nhất là lát cắt của chúng ta phải phẳng. Thứ hai nữa là khít. Và thứ ba là chặt. Thứ tư là kín. Và thứ năm là nhanh. Trên mỗi đầu cành đã cưa đốn của gốc ghép, chọn ghép trên từ 2 tới 3 chồi hướng ra ngoài, hoặc chồi bên có đường kính từ 1 tới 1,5cm, sao cho các cành định ghép phân bố đều xung quanh tán, không ghép vào các chồi mọc hướng vào trung tâm và các cành ở trung tâm tán. Tạm thời, các cành không ghép cứ để nguyên để làm cành thở. Đối với cây nhãn ghép cải tạo mà có độ tuổi trên 15 năm, tức là dạng cây ghép cải tạo sau cưa đốn, thì chúng ta cũng áp dụng tương tự như là cái hình thức ghép trên cây coi như cắt sau cắt tỉa này. Kết thúc mỗi một ngày ghép, dùng thuốc trừ sâu có mùi nặng phun lên toàn bộ cây và dưới đất xung quanh gốc cây, hoặc rắc thuốc trừ kiến xung quanh gốc cây. Và một cái quan trọng nữa là chúng ta phải thường xuyên vặt bỏ những cái mầm dại mọc phía dưới cái cành ghép này. Lưu ý cho là tất cả những cái mầm bất định mọc ở dưới này coi chúng ta phải vặt thường xuyên, không được để cái mầm bất định có độ dài coi như quá 5cm. Khi cái mắt ghép của chúng ta đã bật lên và chuyển sang cái màu xanh nhạt, tức là cái thời cành bắn tỉa, thì chúng ta bắt đầu tiến hành cắt bỏ cái cành thở. Chúng ta thiết cắt bỏ cái cành thở dần là để cho làm sao hạn chế cái cành thở. Đây là cành thở này nó khỏi che bóng hoặc là nó va quệt vào mắt ghép. Chúng ta cắt bỏ dần cái cành thở. Cái quá trình cắt tỉa cành thở này sẽ kết thúc mà khi cái đợt lọc thứ nhất của cành ghép của chúng ta đã thuần thục. Khi đợt lọc thứ hai của mầm ghép thành thục hoặc thấy dây ni lông bắt đầu tạo nên vết lằn trên cành ghép, dùng dao sắc cắt đứt phần dây ghép quấn chặt cành ghép và mắt ghép, không để dây ghép thắt vào trong cành. Sau khi ghép từ 3 đến 5 ngày, thường xuyên tưới nước giữ ẩm gốc cây. Nhãn ghép có khả năng duy trì giống tốt. Sau khi ghép, gốc ghép tập trung dinh dưỡng nuôi mắt ghép. Do vậy, mắt ghép phát triển nhanh. Cây ghép mau ra quả, sản lượng cao hơn so với trồng cây bằng hạt hoặc dâm cành. Đồng thời, khai thác tốt những ưu điểm của gốc ghép, điều chỉnh hình dáng của cây ghép, tăng cường khả năng thích ứng với môi trường cho cây ghép, do gốc ghép có bộ rễ khỏe, chịu được hạn, úng, lạnh, hạn chế sâu bệnh.